Hành giả huyền bí trên Himalaya ngồi thiền trên cây. Phải chăng trốn tránh xã hội? Một hành giả Ấn Độ đang từ từ bước lên trên một sườn đồi ở dãy Himalaya bằng những bước chân nhẹ nhàng đến mức tựa hồ như không chạm đất. Với dáng người mảnh khảnh cùng làn da màu đồng trong bộ quần áo truyền thống rộng rãi của Ấn Độ, toàn bộ cơ thể của ông toát lên sự bình tĩnh, hòa cùng bầu không khí trên dãy núi, được xem là vùng đất linh thiêng của Phật giáo, khiến mọi người không thể không suy nghĩ về con đường thực hành bí ẩn phía sau vị hành giả này. Mục đích của ông ấy là gì? Tìm thấy chính mình hay trốn chạy xã hội như nhiều người đã suy nghĩ? Ông đã tìm thấy gì trên con đường thực hành thiền định của mình? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Đoạn đường di chuyển từ sườn núi đến hang động này tuy gập ghềnh, nhưng đối với vị hành giả này tựa như một đoạn đường bằng phẳng nhẹ nhàng. Ông không mất quá nhiều thời gian để có thể đi đến nơi. Vị hành giả chọn một vị trí để ngồi khoanh chân trên đất. Đôi mắt dần dần nhắm lại, hòa cùng hơi thở đều và sâu. Ông bắt đầu đi vào trạng thái thiền định sâu. Trạng thái xuất thần này của vị hành giả này kéo dài rất lâu. Cơ thể ông hoàn toàn bất động, ngay cả hơi thở dần dần trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Một vài người sẽ nghĩ rằng vị hành giả một mình ngồi thiền trên ngọn đồi này liệu có thể bị làm hại bởi rắn và thú dữ hay không? Thực sự đối với những hành giả ở dãy Himalaya sẽ thường trải qua một thời gian dài thực hành tâm linh và rèn luyện sức khỏe để đạt được trạng thái hài hòa của tâm trí và cơ thể. Ở trạng thái này, họ có thể kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình để những thứ bên ngoài có thể giảm thiểu tác động lên họ. Mặc dù ở khu vực dãy Himalaya có nhiều thú dữ và rắn, nhưng những hành giả này đã liên tục rèn luyện thân tâm trong tu tập, giúp các giác quan của họ trở nên nhạy bén và học được một số cách để đối phó với những con vật này. Ví dụ, họ có thể sử dụng một số bài tập thở trong tu hành để tăng cường thể chất và khả năng phục hồi của mình, hoặc sử dụng sức mạnh suy nghĩ của bản thân để giải quyết những tác động từ bên ngoài. Vì vậy, mặc dù thú dữ và rắn rết thường xuyên xuất hiện, nhưng đối với những học viên này, chúng không phải là một mối đe dọa, bởi họ đã có một số phương pháp hiệu quả để né tránh những mối nguy hiểm tiềm tàng. Hơn thế nữa, sức mạnh tinh thần và năng lượng toát ra từ những vị hành giả khiến cho lũ rắn có chút sợ hãi, không thường xuyên lui tới. Trên thực tế, có rất nhiều người không đồng tình với những vị hành giả này, bởi họ cho rằng các hành giả tu tập trên núi cao hoặc các khu vực hẻo lánh là để trốn tránh xã hội thực tại. Các hành giả có thể được xem là theo chủ nghĩa thoát ly xã hội, nhưng thực sự họ đã không thoát khỏi thực tế, mà chỉ sử dụng cách từ bỏ sự hỗn độn và phiền nhiễu của thế giới thực tại để hiểu rõ hơn về nội tâm của chính mình, đồng thời tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Rất nhiều người trong số các vị hành giả này sẽ quay trở lại xã hội sau khi tu hành để chia sẻ hiểu biết của họ về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, giúp người khác tìm thấy sự bình an nội tâm và mục tiêu cuộc sống của mỗi người. Bởi thiền là một cách thực hành theo truyền thống nguyên thủy của Phật giáo, do cách tu thiền vốn phù hợp hơn, trực diện hơn cho những người thời xưa vốn có ít chữ nghĩa học hành. Nếu bắt họ học thuộc và hiểu theo chữ nghĩa, có thể không hiểu được đạo. Hơn nữa, tu thiền là phương pháp thực hành do chính Đức Phật chỉ dạy, là con đường trực chỉ để đi đến giác ngộ và chấm dứt khổ đau. Vì vậy, không thể nghĩ đơn giản rằng các vị hành giả là thoát khỏi thực tế và xã hội, bởi sự thực hành tu tập của họ là một cách theo đuổi cảnh giới cao hơn và truyền thụ cảnh giới đó đến với tất cả mọi người. Sau một thời gian rất lâu, vị hành giả này đã thay đổi vị trí thiền định. Ông di chuyển lên một cái cây nhỏ, ngồi khoanh chân trên đó và tiếp tục thiền. Khuôn mặt ông vẫn giữ được nét bình tĩnh và thanh thản, không chút phiền nhiễu. Bây giờ ông ấy đã hòa nhập hoàn toàn thế giới nội tâm của chính mình vào một chiều không gian khác. Một vài ý kiến cho rằng những hành giả này chỉ là tạo dáng. Nhưng nếu thực sự tìm hiểu về thiền định và những lợi ích về thực hành thiền định, chúng ta có thể giải thích được điều này. Thực ra, các vị hành giả có một kinh nghiệm nội tâm rất chặt chẽ và sâu sắc. Họ đã mất rất nhiều thời gian và công sức để học tập và khám phá, và dùng những suy nghĩ sâu sắc để khám phá trái tim của chính mình. Những động tác hay dáng ngồi của các hành giả đều liên quan đến sự rèn luyện toàn diện của cơ thể, trí óc và tâm hồn, chứ không chỉ đơn giản là hành động vì mục đích tạo dáng. Theo các hành giả thì thực hành thiền là một kinh nghiệm đòi hỏi sự riêng tư và hạn chế, nên họ thường không để mắt đến cái nhìn của người khác
hoặc những hành động đẹp mắt được sáng tạo ra nhưng không thật sự bài bản. Thay vào đó, các hành giả cố gắng giữ một trạng thái tự nhiên và chân thực nhất có thể. Vì vậy, chúng ta không chỉ nghĩ đơn giản là các vị hành giả này chỉ đang tạo dáng. Bởi việc thực hành của họ rất sâu sắc và đòi hỏi kinh nghiệm nghiêm ngặt nên họ cần phải được tôn trọng. Dãy núi Himalaya nổi tiếng với rất nhiều vị hành giả bí ẩn, thường được gọi là các cao nhân hay thánh nhân. Những người này sở hữu trí thông minh và tâm linh phi thường. Bởi những gì họ theo đuổi không phải là danh vọng và niềm vui thế gian, mà là sự tiến bộ siêu việt bên trong con người. Họ chỉ tập trung ở ẩn tu hành, không liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không theo đuổi của cải vật chất hay địa vị. Những hành giả này sử dụng năng lượng của mình để đầu tư vào việc thực hành khám phá những bí ẩn chứa đựng bên trong tâm hồn của mình. Một số người đã có cơ duyên gặp họ và ghi lại hình ảnh của họ cho mọi người cùng biết đến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nghe họ phát biểu quá nhiều. Thậm chí rất ít người biết được danh tính của các vị hành giả này. Họ đến từ đâu, tên của họ là gì, dường như không ai biết được. Bởi theo quan điểm về thiền trong Phật giáo, không chỉ hướng tới mục đích giúp tâm trí của ta tĩnh lặng, mà còn hướng đến sự thanh lọc, loại bỏ các phiền não, những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ tham, sân, si, mạn, nghi. Ngoài ra, thiền trong Phật giáo còn là để nuôi dưỡng, phát triển những đức tính tốt như lòng từ bi, sự tự tin, trí tuệ, giúp người thực hành đạt được trạng thái tinh thần tích cực, có được những hiểu biết mới về cuộc sống. Mặc dù có rất nhiều sự tranh cãi về việc thực hành thiền định của các vị hành giả, nhưng những khả năng bí ẩn và vượt trội của họ vẫn khiến mọi người say mê và kinh ngạc. Như trong rất nhiều video mà Tâm Linh Cuộc Sống đã từng chia sẻ. Thậm chí họ được ghi chép và thực hiện nhiều bộ phim tài liệu để tôn thờ như những tấm gương sáng trong tu hành thiền định. Mọi người nghĩ về họ như những nhà lãnh đạo tinh thần và những người hướng dẫn thực hành mang lại cảm hứng lớn cho mọi người. Như một vị hành giả đã nói, hạnh phúc thực sự chỉ có thể nhìn thấy trong sâu thẳm trái tim. Những hạnh phúc chỉ có chính bản thân những người đang tu khổ hạnh này mới có thể trải nghiệm nó. Bạn nghĩ gì về hành trình này của những vị hành giả khổ hạnh trên đỉnh Himalaya huyền bí? Đừng quên để lại cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận để Tâm Linh Cuộc Sống và khán giả của chúng ta được biết. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.